Survival, tờ game đưa tôi trở về thế giới của khủng long Kizua. Tôi sẽ phải làm gì khi đối đầu với những con quái vật nguy hiểm như T-Rex và cá mập cổ đại? Và làm thế nào để tôi có thể là tiêu diệt toàn bộ những con boss ở trong thế giới này? Và đây là hành trình của tôi trong Survival Evil. Ngày đầu tiên sau khi tỉnh dậy ở gần một bãi biển nào đó, tôi nhanh chóng đi kiếm những nguyên liệu cơ bản như là gỗ, thác và fiber. Sau khi lên cấp, tôi học một vài dụng cụ cơ bản và một bộ quần áo. Trong khi tôi đang chế đồ thì bất ngờ bị tấn công. Đó là một con Dilophosaurus. Loài này có khả năng phun nọc độc, làm mù đối phương khá là khó chịu đối với tôi, nhưng cũng chỉ ăn hai giáo và mấy xiên là nó ngổn. Vậy là tôi đã có thịt cho bữa tối nay rồi. Đang lang thang trên biển thì tôi bắt gặp được một con Moltres. Loài này thì khá là hiền và tôi chỉ cần cho nó ăn một trái Metroid Berry là được. Moltres khá là hữu dụng về đầu game khi nó có thể farm fiber, trái cây, gỗ. Có Moltres đầu game cứ như là hack game vậy anh em ạ. Tôi chế thêm một chiếc tủ nhỏ để có thể là để bớt đồ vào trong và chế biến thêm một cái campfire để có thể là nướng thịt. Nice. Ngay cạnh đó thì tôi có bắt gặp được thêm một con Moltres nữa. Moltres level 1 bro, đùa nhau à? Thật tình cờ và bất ngờ, đây là một cặp Moltres anh em ạ. Tôi tiến hành giao phối cho bọn nó, hy vọng là sẽ có một đàn Moltres thật là cute cho tôi. Khi tôi đang mải mê chế đồ thì một lần nữa tôi lại bị tấn công bất ngờ bởi một con Sarko gần đó mà tôi đã thấy trước đó. Vãi cả. Ui, tao đây. Mày à bưởi. Mày à, ui chết tao rồi. Vãi nồi rồi. Tránh xa mấy con mô chốc đang trong phối của tao ta. Mày thì sạc cô tao. Ui rồi vãi cả nó. Ui rồi xoáy. Mày thì xoáy với tao này. Mày thì xoáy với tao này. Ôi sướng lắm rồi bạn ơi. Sướng lắm rồi. Sướng lắm rồi. Kiểu gì, ui dồi tôi xong rồi, sướng lắm rồi. Ui dồi ôi, vãi nồi. Từ từ, chế cũng tên cái đã. À, điên thế nhở, vào bổ được không? Hả? Ui dồi ôi, vãi nồi. Cái gì nữa? Đây. Ôi dồi ôi, bớt cho bớt chạy đi, ôi dồi ôi. Ờ, fiber. Ai không, không, sắc cô ơi, đừng làm thế. Ơ kìa, chế lâu thế. Ai, ôi, sắc cô ơi, mẹ mày. Mọi người cứ nghĩ là tôi không solo được với con sắc cô đấy á? Không, anh em nhầm rồi. Khi mà tôi đã có cái cây cung này rồi ấy, thì chấp 10 con sắc cô cũng không solo được với tôi luôn, thề. Mày ăn tao, mày ăn nữa đi. Nhảy vào đây, ui dồi. Nào, solo. Ra đây, come on. Ui dồi, nó nhảy. Ui dồi, nó. Mày này. Kêu một mạng này. Ra đây, come on. Mày thì ca sạc của tao. Ui dồi, cái đéo gì đấy. Vãi nồi. Mày, ba mũi tên nữa. Thôi. Nhờ nữa đi con. Mày nhờ nữa đi. Sau khi tiêu diệt được cá sấu Sarko thì tôi cũng quay trở lại giao phối lại với hai con Moltres và chế tạo thêm một ít Lacotic. Rạng sáng ngày hôm sau thì Moltres nó cũng đẻ. Quả trứng này tới tận 17 phút thì nó mới lở. Tận dụng thời gian đó thì tôi đi farm thêm một ít nguyên liệu để chế tạo thêm một cái bè. Bởi vì là bây giờ tôi chưa có đủ level để có thể là teleporter để có thể là di chuyển được sang những khu vực khác. Cho nên là tôi sẽ xây nhà trên cái bè luôn, tiện bè là di chuyển. Tôi vừa farm vừa xây thuyền
cho nên là khá là tốn thời gian. Trong lúc đó thì quả trứng của mô chốt của tôi thì nó cũng nở. Đó là một ca nhân 3 anh em ạ. Khởi đầu này thực sự là may mắn đối với tôi luôn. Nhưng mà không lâu sau đó tôi không cho ba con nhỏ ăn kịp thì tụi nó dắt tay nhau lên thiên đàn hết. Tiếc thực sự ạ. Sau một ngày xây thuyền thì tôi cuối cùng cũng hoàn thành. Tuy là nó không được đẹp như bản vẽ trong đầu của tôi, nhưng mà chỉ ít thì tôi cũng có một nơi trú ẩn tạm thời trước đã. Và sau đó thì tôi cũng đặt thêm một ít mấy cái đào lung và vài cái vật dụng cơ bản khác, đặc biệt là giường. Giường là một cái thứ mà không thể nào thiếu đối với tôi được rồi anh em ạ. Đối với một người chơi game tệ như tôi ấy, thì giường là một cái thứ mà cực kỳ là quan trọng luôn. Tôi có chạy lên ở cái núi gần đó để có thể là kiếm thêm một chút metal về. Nhưng mà tội một cái là cái núi đó thì nó khá là nóng. Tôi cũng không hiểu tại sao trên núi lại nóng được. Thì tôi cần một cái bộ quần áo để chống nóng mới được. Thì ngay cạnh ở cái đây thì đã là một cái dòng sông. Thì ở bên ngay cạnh những dòng sông này thì có rất là nhiều những con vịt. Thì tôi có thể là kill toàn bộ những con vịt này để có thể là có được những cái polymer nóng, để có thể là chế được cái bộ đồ chống nóng, bộ đồ ngụy trang anh em ạ. Đấy, bây giờ metal là vô vàn rồi. Khi tôi farm metal quay trở về thì phát hiện ra là mô chốt của tôi đang bị tấn công bởi một quân cano. Thì cuối cùng thì cano thì nó đã kill con mô chốt của tôi. Thì tôi nhất định phải báo thù cho con mô chốt. Và đây sẽ là quyết định sai lầm lớn nhất của tôi trong ngày hôm nay. Bởi vì là cano là một trong những con thú ăn thịt cực kỳ là nguy hiểm. Tuy nó chỉ là level thấp nhưng mà tính cơ động của nó rất là cao. Đây này. Đuổi anh bắt được em luôn. Ai, đau quá. Đau mày. Vẫn cắn được. Đuổi anh bắt được em. Wa! Bertea cứu tao với. Đây ăn vào. Ui, tôi xong rồi. Ôi! Cho tăng tốc chạy tôi thế này thì không được rồi. Lạng lách đánh võng các kiểu đi. Tôi xong rồi. Nó không đuổi mình nữa rồi. Thôi phiền nhá, nó tôi xong rồi. Phát này liệm rồi. No, freeze. Cày thế nhờ, con Calo level 3 thôi mà. Quá tam ba phận, chuồn là tượng sách. Tôi lấy túi đồ của tôi và chuồn khỏi đây thật là nhanh trước khi là con cano đấy phát hiện cho tôi. Tôi đã cố gắng tìm ở khu vực này rất là nhiều. Có rất là nhiều pate ở khu vực này nhưng mà tôi không thể nào tìm được một con level cao. Tôi thì tôi tem tạm mấy một con level thấp một chút để có thể là có thú bay trước đã. Rồi về sau này có con pate nào level cao thì tôi sẽ tem nó sau. Và tôi tìm lại được cháu của con mô chốt. Con này thì nó đòi ăn thịt đùi lướng. Thì tôi cũng có một vài cái thịt đùi lướng và tôi cho nó ăn, thế là xong. Con mô chốt là dễ dãi thực sự luôn á. Tôi cần phải có crystal để có thể là chế được cái ống nhòm. Nhưng mà ở chỗ này thì lại không có crystal. Nhưng mà tôi biết một chỗ để có thể có rất là nhiều crystal và metal. Và tôi di chuyển sang khu vực đó. Nên trên đỉnh núi thì tôi có thể bắt gặp được rất là nhiều crystal ở đây. Nhưng mà cái trọng lượng ở đầu game của tôi thì cũng có nhiều. Cho nên tôi sẽ farm một ít để mà có thể mang về. Ở khu vực này thì rất là nguy hiểm bởi vì có rất là nhiều mấy con raptor. Sau khi tôi xuống chân núi thì tôi có bất ngờ gặp một đàn raptor phục kích. Nhưng mà bọn nó tính thì không bằng tôi tính. Tôi thì có rất là nhiều bola và tên mê sẵn có ở đây. Nhưng mà bị một cái nào cái bọn này thì nó level hơi thấp. Đó, nhưng mà không sao cả, miễn là có con thú để có thể là bảo vệ tôi trong cái khu vực trên này được. Chứ không là nếu mà gặp mấy con thú nguy hiểm khác thì tôi không thể chạy được. Tuy tao yếu như anh em tao đâu. Man, Alpha Cano. Holy moly man, đùa nhau à? Level 2. Vì con Alpha Cano này chỉ là level 2 cho nên là tôi khá nhanh để có thể hạ cùng được nó. Khi kill Alpha Cano thì tôi có để nhận được rất là nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là một cây nỏ 120% đam, xịn hơn cái lỏ ghẻ mà tôi đang dùng. Khi mà có được cái cây lỏ ấy, tôi tự tin hơn hẳn. Tôi qua rừng đỏ để tìm thấy một con Argentavis bởi vì là trọng lượng nó cao hơn con Pate của tôi rất là nhiều để có thể là chứa được rất là nhiều metal khi mà tôi đi farm. Ngất ở dưới kia, vãi nồi.
Ở gần nhà tôi thì có một cái hang nhỏ. Trong đây thì có rất là nhiều crystal. Và đặc biệt là nhện. Tôi đã đánh giá quá thấp cái bọn nhện này rồi. Nó rắn cực kỳ là đau. Mà quên mất, tôi có một đàn raptor mà nhở. Tôi có thể là mang đàn raptor này vào để có thể là solo được cái đàn nhện này. À đâu thế? Quay đâu vậy? Ôi ôi ôi, một con đi rồi. À đâu? Ôi ôi, đi nữa rồi. Là ôi chết nữa rồi. Ôi 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 ôi, chết hết rồi. Sao mày ngu thế hả? Thất bại trong việc đi hang, nhưng bù lại thì tôi cũng mất luôn cả đội quân của Raptor của tôi. Nhưng mà được cái là những cái con nhện ở trong hang ấy thì có rất là nhiều chi tin. Thì tôi có lấy cái chi tin này để có thể làm được một bộ đồ giáp chi tin cho mình, để tăng cái sức chống chịu cho tôi. Chứ không là nó vào hang nó tát cho vài hit đã chết, nhưng vừa lấy thì đúng là thôi. Liệm. Nhà tôi thì đang hiện tại thì khá là ít metal, cho nên là sáng sớm hôm sau tôi cầm Argentavis. Gọi là cầm chứ tôi gọi nó đi, chứ hiện tại thì tôi chưa đủ level để có thể là chế được cái yên cho con Argentavis. Thì tôi gọi Argentavis đi theo để có thể là chứa thật là nhiều metal cho tôi. Tôi đang lang thang ở gần khu vực nhà thì bất ngờ bị tấn công bởi một bầy raptor. Bởi vì là con Pate này, cái stamina và máu của nó khá là yếu, cho nên nó không chịu được nổi với sức tấn công của một bầy raptor. Cho nên là con Pate của tôi nó đã bay màu. Nhưng mà không lâu sau đó thì tôi cũng gặp được một con Pate level 120 level. Level này cũng không phải là khá cao, nhưng mà đối với tôi ấy, hiện tại thì con Pate này là rất là tốt, bởi vì nó nên tới tận là level 120. Sau khi tôi tem xong Pate thì tôi cũng mang đi để tiêu diệt vài con thú nhỏ xung quanh đây, để có thể luyện cấp độ cho nó, tăng một ít stamina để có thể là bay được dài hơn. Dự định của tôi là xây một cái nhà kính nhỏ để có thể là trồng cà rốt, khoai tây, ngô và chanh, những thứ nguyên liệu mà khá là khó kiếm ở trong ngoài tự nhiên. Nhưng mà tôi đang xây thì tôi phát hiện ra là nhà tôi khá là thiếu crystal. May mắn cho tôi là vừa đủ đẹp để có thể là lên level 62, cho nên là tôi có thể là chế được một cái yên Argentavis. Thì sau khi có yên Argentavis, tôi bay sang khu vực rừng đỏ để có thể là farm thêm một ít crystal, bởi vì là crystal ở khu vực xung quanh nhà tôi thì tôi cũng farm hết rồi. Tôi cũng nhìn qua thử xem là liệu có may mắn gặp được những con Argentavis level cao hay không. Nhưng mà không may cho tôi là không có con nào. Cho nên là tôi quay trở về và xây dựng cái nhà kính cho tôi. Sau khi tôi xây dựng sư sương cái nhà kính, tôi tem lấy thêm một con Chike ba sừng ở gần đó. Nó giúp tôi farm rất là nhiều hoa quả. Đặc biệt là tôi cần rất nhiều quả đen trong thời gian sắp tới. Bởi vì là cái con mô chốt của tôi cũng không hiểu tại sao nó lại ra đi mất rồi anh em ạ. Nhà kính thì có rồi. Tôi cần một con thú để có thể là cho tôi rất là nhiều phân bón. Đây rồi, một con nợn cổ đại, Fiomir. A few minutes later. Tem xong Fiomir, tôi chỉ cần cho nó ăn quả trắng Steamberry là tôi đã có rất nhiều phân bón cho cái cây trồng của tôi rồi. Một con nợn phải nói là cực kỳ là đa răng luôn. Được mỗi cái là ăn và ỉa. Đời. Tôi phát hiện gần thuyền của tôi có sự hiện diện của một con Alpha Raptor. Vì là Alpha cho nên là cái tính cơ động của con này rất nhanh. Tôi phải đứng ở trên những cái tảng đá cực kỳ là cao rồi vừa đánh vừa hồi máu cho nó. Mất khá là nhiều thời gian thì tôi mới hạ gục được nó. Yes, đồ cũng ngon lắm. Đồ ngon. Tiêu diệt được con Alpha, tôi tự tin lắm. Tôi gạ kèo với mấy con chim Terry luôn. Con mẹ con Diplo này, nó đẩy tôi xuống nước. Cay vai lìn thề. Chạy nhanh thế. Nhận thấy bản thân của tôi còn khá là yếu, tôi chế cho mình một bộ đồ giáp sắt ngầu hơn và xịn hơn, trâu chó hơn. Bây giờ đố theo gì farm của tôi luôn. Tôi di chuyển qua trụ Obelisk để đổi những quả cầu Cryopole. Nguyên liệu đổi thì cũng khá là đơn giản và dễ kiếm thôi, cũng không có gì cầu kỳ cho lắm đâu. Polymer thì tôi chỉ cần farm mấy con vịt là có rất là nhiều mấy cái polymer lỏng rồi, cũng không khó lắm. Tiện đó thì tôi qua khu vực núi Obsidian, bởi vì là đây có rất là nhiều Obsidian, cho nên là tôi sẽ gọi ở đây sẽ là núi Obsidian luôn. Và tôi bất ngờ tìm thấy được một con Ankylo. Ankylo là một con khá là hữu dụng, là thú không thể thiếu đối với tôi anh em ạ. Nó có thể là farm metal và feline khá là ngon. Tôi gấp nó trở về nhà và
vì là Ankylo cho nên là cái việc di chuyển của nó khá là chậm. Tôi dễ dàng tem được nó và không cần phải đặt bẫy. Tôi chỉ cần vừa chạy vừa bắn, thế là ok. Cái con này nó chạy chậm hơn cả khi mà tôi chế đồ luôn á. Con này tính ra chậm vãi. Vì tôi là người có tính thù dai, tôi quay trở lại cái hang ở gần nhà, ý định là tiêu diệt toàn bộ cái lũ nhện mà lần trước nó đã giết tôi. Khi vào cửa hang thì tôi đã bắt gặp mấy con Megalosaurus spawn ngay đoạn cửa hang ạ. Vãi lồi. Cái bọn này thì nó tập tính thì ngủ ngay cái đêm, cho nên là tôi cũng không sợ cho nó lắm. Bởi vì là cái con này ban ngày thì nó chỉ có ngủ thôi, và kể cả mình đánh nó thì cái việc nó di chuyển khá là chậm, cho nên là tôi không sợ cho nó lắm. Tính ra là tôi mang con chim vào đây thấy nó khá là hiệu quả, cũng ngon đấy. Thực ra là còn con nào nữa đâu, thế mấy con Raptor nó chết hết rồi. Đi sâu ở trong hang thì tôi lấy được cái artifact đầu tiên, có tên là Hunter anh em ạ. Tưởng chừng đi hang là dễ, nhưng mà không. Chạy. Baby, đố chúng mày bắt được tao luôn, đố các anh bắt được em. Ui, tôi ăn cứt rồi. Ôi, vãi lồi rồi, tôi xong rồi. Lưu trồi. Em xin lỗi. Ai lên topo rồi? Người tính thì không bằng thú tính. Độc tố của mấy con bọ cạp và rắn nó đã ngấm dần vào cơ thể tôi. Thôi thì quân tử trả thù sau cũng được. Tôi khả năng té lên khỏi đây, về sau tôi sẽ quay lại. Được cái là cái hang này farm được chitin khá là ngon, cho nên là lần sau tôi sẽ quay trở lại đây để lấy thêm một cái artifact nữa cũng được. À, được tập quất rồi. Sau khi quay trở về, tôi cho con Ankylo ăn thêm quả đen để cho ngất lâu hơn, bởi vì tôi cũng không có cái lagotic nhiều. Vì tôi sống ở trên đảo này cũng được khá là vài ngày rồi, tóc tai lởm chởm. Tôi cũng chế thêm một cái kéo và cắt tóc. Nhìn thì hơi đùn một chút, nhưng mà 1-2 ngày nữa là có quả đầu đẹp trai ngay. Sáng sớm hôm sau tôi ghé qua rừng đỏ, chủ yếu là tôi muốn tìm lấy một con Argentavis level cao. Rừng đỏ là nơi cực kỳ là nguy hiểm, bởi vì nó có những con Thylacoleo nó bám ở trên cây rừng đỏ này mọi người. Nhưng mà biết là thế, nhưng mà tôi vẫn cứ dây vào bọn nó. Cái kết thì mọi người biết rồi đấy. Ôi kìa, vài lìn, con răng cho tao biết chết rồi. Vài cả cứt ạ. Ôi, con này có 3 level 36 thôi mà nó giết được con răng cho tao biết của mình ạ. À. Vài cả nồi ạ. À. Đùa thật, thật luôn ạ. À. Ôi. No. Anh ơi. Vài rồi anh ơi. Oh fuck man. Bọn Thylacoleo này khỏe thế. Ui, xa vãi nồi. Tôi phải chạy bộ qua vì cái con vật te của tôi đã để trong cái quả cầu của Riopon. Nhưng mà là cái quả cầu đấy nó lại để trên người của tôi. Thế mới đem chứ nị. Nhưng mà không sao, buồn thì không được lâu. Tôi tìm thấy được một con Argentavis level cũng khá là ổn. Tôi xây dựng bẫy bằng 4 cái cổng gateway. Vì là bằng cổng đá cho nên là nó khá là tốn nguyên liệu. Tôi cần phải đi farm khá là nhiều và khá là lặng. Lừa được con Argentavis vào, tôi chỉ việc đứng ngoài và bắn cho đến khi nó ngất thôi. Khá là đơn giản. Tôi tạm thời cứ để nó ở đó cho nó tụt phút. Tôi cần tiêu diệt vài con Argentavis level yếu ở gần đó, lấy thịt đùi cho nó ăn. Trong lúc đó thì đi lên quanh thì phát hiện thêm một con Argentavis level cũng khá là ổn. Dụ nó lên gần trên nhà tôi, bởi vì tôi thấy ở khu vực đấy có một con T-Rex. Nên tới nơi thì vừa tầm con Argentavis của tôi tem trước đó thì nó cũng tỉnh. Tôi dụ luôn con Argentavis kia vào bẫy và tem thôi. Đỡ phải phá cái bẫy đi, bởi vì tôi phá cái bẫy nó chỉ cho tôi lại được tầm khoảng 50% đồ đạc thôi. Tem xong tôi cho hai con giao phối luôn. Đỡ phải lo là về sau thiếu con thú bay. Trứng Argent thì tôi ấp luôn ở trên đỉnh núi. Chứ nếu mà tôi mang về nhà thì cái độ nhiệt độ của nó là không đủ. Bởi vì trên đỉnh núi này nó có nhiệt độ khá thích hợp để ấp trứng con Argentavis này. Tôi đã biết sức mạnh của con Thylacoleo, cho nên tôi cũng đã đi tìm đến một con về. Ui, vãi nồi con Ui, thôi xong tôi rồi. Holy fuck man. Đùa, vãi nồi rồi. Con này đem bao nhiêu mày? Ai à, đau quá. Thả tôi ra. Ôi, follow me. Ui, thôi xong rồi. Gãy rồi.
Ờ, lên lên lên, may quá. Ui dồi ôi, ông trời phù, ông trời phù. Máu fuck man, chấm máu luôn ạ. 17 máu. Tôi cần phải xây được một cái bẫy để tem nó, chứ tôi vừa lại mất một con Agentavit rồi. Tôi không muốn thí thêm một con nữa đâu. Xây bẫy xong tôi chỉ việc gắp nó vào và bắn tên mê nữa là xong. Thilacoleo tem thì cần rất là nhiều thịt lướng, nhưng mà hiện tại thì tôi không có thịt lướng ở đây, thì cho nên là tôi sẽ cho nó ăn thịt sống, nhưng mà sẽ khá là mất thời gian cho nó. Chờ đợi Thilacoleo khá là lâu, tôi quay trở lại cái đỉnh núi để xem con Agentavit lở hay chưa. Đúng như rồi dự đoán, nó là một ca sinh một anh em ạ. Tôi quay trở lại nơi con Thila đã ngất, vì là tem bằng thịt thường cho nên là nó khá là lâu để tỉnh. Đến giữa trưa hôm sau thì cũng ok. Sau này nếu mà tôi tem thêm Thila thì tôi cần phải mang kíp bồ theo hoặc là thịt cừu lướng đi mới được, chứ không như thế này thì hơi lâu. Tôi thu nó vào quả cầu rồi cũng đi về. Nhưng mà bất ngờ thay, ngay cạnh đó thì tôi cũng gặp được một con Doi Never 60 và một con Alpha Cano. Nhưng mà thôi, Alpha Cano thì tôi cứ để đây, để khi nào mà có con Agentavit thì tôi sẽ đi cày cấp cho nó. Quay trở về sau một quãng đường dài, tôi tem luôn Doi. Doi khá là chậm cho nên là tôi cũng vừa chạy vừa bắn giống con Ankylo thôi. Tôi lấy hoa quả hiếm cho nó ăn, bởi vì nhà tôi bây giờ không có gì ngoài hoa quả hiếm cả. Tôi cũng lấy con Agentavit con ra và cho nó ăn cho nó nhanh lớn. Ơ, con Parasotech này tự mày dâng à? Tôi tem luôn con Parasotech này luôn. Và sau này tôi sẽ cần phải là có rất là nhiều mấy con Parasotech này luôn á. Sáng hôm sau thì Doi nó cũng tỉnh, tôi làm yên cho nó. Doi có khả năng farm đá cực kỳ là tốt, cho nên là tôi dành cả ngày hôm nay để đi farm đá rồi xây cổng cho mấy con thú hoang nó đỡ đi vào, chứ bọn nó cứ đi loanh quanh à, tôi cứ như là trốn không người ấy. Agentavit con bây giờ thì cũng đã lớn rồi, may mắn thay là mấy cái nhiệm vụ của nó cũng không khó cho lắm, cho nên là nó đã được 100% immortalizing. Tôi thay yên của con cũ nắp sang cái con mới này và phi thẳng xuống dưới nhà solo mới ở hai con Alpha Raptor, bởi vì là ngày hôm qua tôi đã thấy con hai con Alpha Raptor này cứ lẩn vẩn quanh đây rồi. Sau khi tôi kill được hai con Alpha Raptor thì con Agentavit này của tôi cũng lên 13 level và đồ của Alpha cho thì thôi hơi lỏng. Tôi bắt đầu mất niềm tin vào mấy con Alpha rồi đấy. Hôm trước tôi xây cổng có Doi farm đá mà không có con nào để farm gỗ cả. Tôi sẽ di chuyển qua khu vực núi tuyết, nhưng mà trước đó tôi cần phải tem lấy một con thú có thể sưởi ấm và điều hòa cơ thể cho tôi trước đã. Đây rồi, OT là sự lựa chọn sáng suốt. Nó khá là bé cho nên là tôi cũng phải căng mắt nắm tôi mới nhìn thấy được con OT này luôn. OT thì không bắn ngất rồi cho nó ăn được, cho nên là tôi sẽ cần phải kill vài con cá rồi kéo về cho nó ăn. Tôi cho ăn nó vài con cá thì cũng xong. Cá càng to càng tốt nha anh em. Đẹp đấy chứ, đẹp đấy chứ, ok đấy. Tôi bây giờ thì đã có OT giữ ấm cho cơ thể của mình rồi, nên là tôi cũng không sợ bị lạnh cho lắm. Tôi di chuyển qua khu vực núi tuyết để tìm kiếm cho mình một chú voi mammoth cổ đại. Tổ của voi mammoth hiện đại đây anh em. Ai chà, đây rồi. Tôi đặt bẫy ra và dụ nó vào. Nhưng mà mấy con voi mammoth này thì lại hay đi thành đàn, cho nên là tôi cần phải kill vài con thú đi cùng nó trước đã. Sau khi tiêu diệt được mấy con đồng đội của nó thì nó cũng hơi yếu máu. Tôi cần phải chờ đợi một thời gian để cho nó hồi máu lại đã, rồi tôi mới bắn ngất nó. Tôi cũng quây nó lại bằng rào gai, phòng trường hợp bị những con thú tự nhiên nó vào phá tem minh của mình. Phải cả một trái hiếm được có 1.3%. Thế này thì tôi không đủ hoa quả hiếm để cho nó ăn rồi. Thế là tôi lại phải đi farm mấy quả Metro Berry nó ăn tạm vậy. Vì là không đủ hoa quả hiếm cho nó ăn, cho nên là tôi sẽ cần phải chờ đến tận tối thì nó mới tỉnh cơ. Tôi thu nó vào quả cầu rồi cũng đi về. Giờ tôi đã có đầy đủ thú farm nguyên liệu rồi, chúng ta bắt tay vào công cuộc xây dựng căn cứ thôi. Từ đầu tôi tính xây nhỏ nhỏ thôi, mà càng xây lại càng nghĩ to. Tôi cứ xây rồi lại phá, phá rồi lại xây các bạn. Cho đến khi nào mà ngôi nhà mà tôi cảm thấy là ưng ý nhất thì thôi.
Sau khi mà ngôi nhà của tôi xây xong rồi, tôi lại chuyển đồ từ thuyền lên nhà. Vì khá nhiều đồ, tôi cần phải chuyển vài chuyến mới hết. Căn cứ mới của tôi giờ cũng đã hoàn thành rồi anh em. Tôi lấy Agentavit lượn qua khu vực gần nhà, bắt hết những con Parasotech mà tôi có thể gặp được, với ý định là làm dây chuyền Famento và Electronic tự động anh em. Tôi chế thêm bàn cơ khí, máy phát điện, đang chế hăng say thì nhà hết metal rồi anh em. Metal thì tôi có thể lấy Agentavit gấp Ankylo lên đỉnh núi ngay cạnh nhà để farm. Quay trở về tôi lại lấy metal từ người con Ankylo để vào lò lung. Mỗi lần tôi lấy chỉ được có 300 metal thôi, bởi vì là trên người tôi cũng không chứa được nhiều cho lắm. Mãi một lúc sau bớt nặng một chút thì tôi mới có thể là cưỡi con Ankylo đi vào gần cái lò lung của mình. Tôi phải cảm thấy thật là mỗi lần mà lung metal như này ấy là khá là mệt. Cho nên là tôi chạy ra khu vực ngoài để đục một lỗ để thuận tiện hơn cho cái việc là lung metal sau này. Metal giờ thì tôi cũng đã đầy đủ rồi anh em. Bây giờ là đến việc là polymer, nguyên liệu cần thiết nhất để chế những cái đồ công nghệ. Tôi chuẩn bị đồ đạc cẩn thận rồi lên thuyền ra khơi thôi. Lần này thì tôi sẽ qua đảo chim cánh cụt để farm thật là nhiều polymer. Tôi cần tem lấy một con Pelagolith, bởi vì là nếu mà có con Pelagolith ý thì cái việc mà tôi có thể là farm polymer sẽ dễ dàng hơn và được cực kỳ là nhiều polymer. Tôi chỉ cần có nó thôi, cho nên là never của nó tôi cũng không quan trọng cho lắm. Trên đường đi tới đảo, tôi có bắt gặp rất là nhiều những con sứ chết như thế này. Hình như là nó bơi vào gần bờ quá và thiếu oxy, thế là ngỏm của tỏi luôn. Đi dọc bờ biển tôi gặp rất là nhiều luôn á. Đúng là không làm mà vẫn có ăn ở đây chứ anh em. Mọi người cứ tưởng chuyến đi này dễ dàng như thế á. Không. Khi mà tôi đi thuyền tôi sẽ bị tấn công bởi mấy con cá voi Lessig. Tôi sẽ gọi nó là con cá voi thôi anh em. Như nếu mà đọc cái tên của nó khó lắm. Lessigter. Lessig. Bình thường thì nó sẽ không chủ động tấn công mình đâu. Nó chỉ khi tấn công mình khi mà tôi ngồi trên thuyền thôi. Ui tôi xong rồi. Ui tôi xong tôi rồi. Ui anh ơi. Ui anh ơi. Ui dồi ôi. Anh ơi. Vãi cả đi. Ui dồi ôi, vãi cả cứt đi vào ngay. Hai con luôn. Ui dồi ôi, tôi xong rồi. Ơ, làm gì? Đéo vào được nữa. Ôi, tôi sập rồi. Tôi sập mất đít rồi. Tôi sập mất cái đít rồi. Emotional damage. Bực chẳng đã. Cứ phá rồi. Cay vậy. Thế là tôi lấy Thiracoleo xuống solo 1v1 cho nó luôn. Ờ à, đâu, solo 1v2 luôn, cân luôn anh em. Sau khi tôi tiêu diệt hai con cá voi, tôi nhận thấy là cái khả năng mà đi thuyền như thế này thì cũng không ổn cho lắm. Cho nên là tôi tạt nó vào bờ và bắt đầu di chuyển bằng chim thôi. Thì ngay cạnh đấy thì cũng bắt đầu xuất hiện những con chim cánh cụt. Tôi sẽ dùng cung và lỏ hoặc là mấy cái phi kem thì tôi sẽ kill mấy con chim cánh cụt trước. Rồi sau đấy tôi sẽ cầm con Pelagolith thì farm sẽ nhanh hơn. Chứ không nếu mà sử dụng con Pelagolith mà kill ấy thì khá là lâu. Bởi vì là Pelagolith thì đam nó khá là yếu cho nên là đánh lâu chết lắm. Gần đấy thì cũng có khá là nhiều dầu, cho nên là tôi sẽ farm một ít để có thể mang về, bởi vì khu vực nhà tôi cũng không có dầu cho lắm. Sau đó thì tôi bay về luôn, bỏ thuyền anh em ạ. Chứ tôi thấy là đi thuyền như này thì khá là lâu. Thà tôi cứ bay chim chậm chậm một tí, nhưng mà nó xuyên địa hình, nó còn đỡ hơn là đi thuyền. Trong khi mà tôi đang bay về và bay qua khu vực núi tuyết thì tôi bắt gặp được một con cừu anh em ạ. Nó khá là hiếm ở trong cái map The Island này luôn á. Tôi gấp con cừu Ovid này về và để ngay cạnh sân nhà mình, bởi vì là hiện tại thì tôi không có bánh kem để cho nó ăn, cho nên là tôi sẽ cứ để ở đây. Khi nào mà có bánh kem thì tôi sẽ tem nó sau. Và sau đó thì tôi có chế thêm một vài cái điều hòa để có thể là ấp được những trứng của con Parasotech. Bây giờ thì tôi có những con Parasotech này rồi. Tôi sẽ để những con Parasotech này tự đẻ, tự lở. Sau đó tôi sẽ sử dụng con Thiracoleo để có thể là kill toàn bộ những con Parasotech con như thế này. Thì nó có thể cho tôi rất là nhiều electrolyte và metal và có thể là dầu nữa. Bây giờ tôi đã có một dàn farm khá là xịn rồi. Khi xong xuôi tôi mang Thiracoleo sang khu vực hang Hunter để thảo phạt cái hang này anh em. Tôi vẫn cay, lần trước bọn nó tẩm quất tôi hơi bị nhiều á. Thì là như chiến thần trước mắt bọn nó luôn ấy. Hơn nữa thì là có thể là farm cực kỳ là nhiều chi tin luôn. Sau khi tôi cho bọn nó biết cảm giác bị tẩm quất là như thế nào thì tôi cũng lấy được Antivax rồi đi về. Mọi người nhìn cái đống chi tin này. Ôi vãi.
Bây giờ là tôi đã có rất là nhiều titin và có OI để đập đá. Vậy là từ nay tôi không cần phải lo về cái vấn đề xi măng nữa rồi. Ngay cạnh đó thì có một vài cái thính xanh. Tôi bay qua khu vực mấy cái thính thì lâu lắm rồi tôi cũng không nhặt thính. Tính ra là cũng không có đồ gì ngon cho lắm. Hiện ở trên đồi thì có rất là nhiều crystal và metal. Tôi cầm con Akilo ra farm luôn. Khi quay trở về, tôi chế thêm một cái bếp nướng nữa. Bếp nướng này có khá là nhiều ô để có thể để thịt vào. Không như cái bếp củi trước của tôi, chỉ có 2 slot ô trống thôi. Khá là ít. Vậy là từ bây giờ là tôi không cần phải lo về cái vấn đề là thịt nữa rồi. Tha hồ mà ăn đến hết sari anh em. Mà khi nào hết sari thì tôi chưa rõ anh em nhá. Mọi người nhìn này, tôi có một con bọ hung anh em ạ. Khi mà ở trong hang Hunter thì tôi đã tem được một con bọ hung. Bởi vì nó chỉ ăn phân hoặc là thịt thối thôi. Thế là tem con này tính ra là khá là dễ. Vậy là bây giờ tôi không cần phải lo về cái vấn đề là phân bón cho những cây trồng của tôi nữa rồi. Tôi lấy pate lượn một vài vòng quanh map để tìm xem là có con thú nào level cao hay không. Bởi vì là tôi tính bắt dần về phối, sau này còn đi đánh boss nữa. Tôi ghé qua một đỉnh một ngọn núi phía tây bắc. Bất chợt thì gặp một con Cachalotosaurus anh em ạ. Đây cũng là một trong những con thú hiếm ở cái map The Island này. Sau này tôi chất định sẽ quay trở lại đây và tem lấy một con mới được. Tôi tiếp tục bay ngang qua khu vực núi tuyết, ý định là sẽ tìm một con Megatherium. Và bất ngờ gặp được một con cừu nữa, lại là giống đực. Vậy là từ nay tôi không cần phải lo về cái vấn đề là có thịt cừu nữa rồi. Lang thang thêm một lúc nữa, ngắm cũng khá là con Megatherium rồi mà chưa có con nào level cao cả. Tôi đang định đi về thì bắt gặp một con level 120 đang bị kẹt ở trên vách núi. Ui dồi ôi, vãi lồi, ngon. Tôi đặt mấy cái cổng, phòng trường hợp là đang bắn thì nó chạy mất. Đang bắn, đang say thì tưởng chừng là tem con Megatherium này là dễ. Ơ kìa, tôi chạy được ra. Tôi vào nó một lúc thì nó cũng ngất. Thì nó lại ngất ở dưới nước mới đen chứ gì. Toàn luôn một em level cao. Tiện thì tôi đang ở bên núi tuyết, tôi gặp và bắt luôn một con lợn củ đại Zeldon. Lợn con này thì nó có khả năng là hồi máu cho mấy con thú của mình. Đi đánh boss cũng khá là quan trọng ạ. Tem xong lợn thì tôi cũng qua gấp em cừu về. Tôi cũng để tỷ cừu ở trên cái hiên của mình luôn. Tôi cũng để cừu tạm ở đây thôi. Bởi vì là hiện tại thì tôi cũng không có bánh kem cho nó ăn. Thì tôi chế mấy cái ống sút sáp và mấy cái móc bay qua cái khu vực rừng đỏ để hút sáp về. Khi mà tôi có sáp rồi ấy, thì tôi mới có thể là bánh kem được. Vậy là tôi đã có bánh kem rồi anh em. Để vào thanh công cụ số 0 và thế là sao? Mục tiêu tiếp theo của tôi là cái máy này. Nó giúp tôi chế lacotic và xi măng nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tôi cần phải dùng đôi e đi farm đá và mang cái cối này về để nghiền lấy xi măng. Vậy là bây giờ tôi đã có nguyên liệu để chế cái máy này rồi. Mà tôi thấy nó vẫn cứ sao sao ấy, vẫn thấy hơi chậm. Tôi lại còn phải đi farm đá nữa chứ. Thì tính ra là hơi cực. Tôi cần phải có một con ếch để nó farm xi măng cho tôi. Nói là làm, tôi đi tìm ếch xanh. Ở ngay cạnh nó là một con Riolathan. Con này hiếm, ngang với con Cacha vừa lấy luôn. Tôi gắp con ếch về. Sau này tôi sẽ tem lấy một con Riolathan sau. Tôi lém ếch vào cái bẫy nhỏ mà tôi đã làm ở trước đó. Bắn ngủ và cho nó ăn thịt, thế là xong. Ếch này có khả năng là giết muỗi, kiếm xi măng khá là hiệu quả. Tôi kill vài con muỗi mà đã cũng được 100 xi măng rồi này anh em. Tôi cũng mang con voi đi farm thêm Lacoberry về chế Lacotic. Mà cái cổng này thì lại hơi bé, tôi phá luôn. Sau này tôi sẽ chế đến một cái cổng siêu to khổng lồ để đây sau cũng được. Kill của tôi đẻ rồi này mọi người. Mà tôi lại quên không để ý nó, cho nên là nó ngỏ mất rồi. Cũng hơi tiếc một chút, nhưng mà về sau này thì nó sẽ đẻ thêm cho tôi càng nhiều cừu con. Tôi cũng farm lấy thịt cừu và lông luôn, đỡ lãng phí. Tôi có xây thêm 3 cái lò lung nhỏ để mà lung nhiều metal hơn. Khi nào dư giả thì tôi sẽ làm một cái lò lung công nghiệp mới được. Chứ hiện tại thì lung cái này tôi thấy khá là tốn thời gian. Nhà lại hết gỗ nữa rồi. Tôi lại lấy voi đi farm gỗ và tôi phát hiện ra một thứ khá là hay anh em ạ. Yes, lên đây anh em, lên đây. Ôi xin rồi, lên, lên. Ui cái này kiểu nếu mà chơi PVP mà tăng dũng khí cho anh em thì đúng là thôi. Ui mạn đỉnh cao thực sự ạ. À. Ôi thôi tí tối. Rồi, nghịch thế nghịch con voi này thế là đủ rồi. Tôi về chế lấy một cái cẩu siêu to khổng lồ. Cửa này thì dư sức đi lại rồi. Kể cả con Giga luôn anh em ạ. Con voi thì vừa lấy đi farm được gỗ thì nó cũng farm cho tôi một ít hoa ích. Tôi làm mấy cái ô đất loại lớn nhất để có thể là trồng được những cây hoa ích này. Hoa này khi lớn nó sẽ tự động tấn công bất kỳ con thú hoang nào dám lảng vảng ở gần khu vực nhà của mình. Ui, mọi người nhìn cái thời tiết đỏ rực này, đẹp thực sự ạ. Tôi hôm nay di chuyển qua giữa bản đồ để khám phá thêm một cái hang nữa.
Với chiến thần Thylacoleo thì tôi đi hang này khá là ổn. Tôi chỉ sợ mấy con rết nó phun độc làm hỏng cái bộ giáp của tôi thôi. Đến cuối hang thì tôi cũng lấy được cái artifact Clever rồi té thôi. Trong lúc bay về, tôi cũng dạo quanh bản đồ để loot thêm một vài cái thính. Mà không hiểu sao số tôi nó hơi đen anh em ạ. Nhặt toàn là đồ lởm thôi. Này, tôi bắt đầu mất niềm tin vào mấy cái thính này rồi đó. Trở về nhà, tôi cũng làm một vài cái bệ để artifact. Uầy, nhìn cũng đẹp đó chứ. Tôi cũng chế thêm một cái lấu công nghiệp để có thể lấu kíp bồ nhanh hơn. Tôi cần chế kíp bồ siêu cấp để có thể là đi tem mấy con Mega Therium. Tôi qua khu vực rừng đỏ thì bất ngờ gặp được một con Mega Therium Level 104 ạ. Cũng khá là ổn đấy chứ. Nhưng mà tôi vẫn hơi tiếc về cái con Mega Therium Level 120 kia của tôi hơn. Tôi đặt bẫy theo chiều dọc và đặt thêm một cái bẫy gấu nữa ở bên trong rồi dụ nó vào. Thế là xong. Mà cái con Mega Therium này nó có một cái chế độ là Insect Killer mọi người ạ. Nó giết một con côn trùng nào đấy thì nó sẽ vào cái chế độ Insect Killer. Nó cực kỳ là khỏe luôn á. Cho nên là đánh boss nhẹ khá là ngon. Tôi chỉ cần đứng ngoài và bắn ngất nó nữa là xong. Tôi cho nó ăn kíp bồ siêu cấp, vậy là xong rồi. Có kíp bồ tôi tem thú cũng nhanh, đỡ mất công đợi cả ngày như lúc trước. Tôi cũng lượn qua khu vực hang lava để lấy thêm artifact về. Thì tôi bất ngờ được gặp một con Alpha T-Rex 108 level mọi người. Ôi vãi linh hồn tồn còn nguyên luôn. Cái con Alpha này chắc tôi kéo cả họ nhà tôi ra đánh, có khi nó mới chết quá. Thôi thì tôi cứ tạm để nó ở đây đi. Tôi tiến vào trong hang, cũng vẫn là chiến thần Thylacoleo anh em ạ. Tuy thú ở trong cái hang này thì không quá khỏe, nhưng mà nó lông vãi cả lìn luôn á. Với cả thêm một cái nữa là cái hang này là cái hang lava, cho nên là tôi khá là rén. Ôi trời, bây giờ mới rơi xuống coi như là liệm luôn á. Càng vào gần artifact, thú lại càng đông, đánh mãi cũng không hết luôn á. Đến cuối hang thì tôi chỉ cần dùng móc và qua lấy artifact nữa là ok rồi. Sau khi lấy được artifact, tôi cũng quay trở về. Ngay cạnh hang thì tôi bắt gặp được một con T-Rex level 116. Ngon. Tiện trên người thì có mang theo cổng đá, tôi đặt bẫy tem luôn. T-Rex tuy mạnh nhưng mà khá chậm. Tôi chỉ cần đặt 3 cổng thành hình chữ U rồi dụ nó vào, đặt cổng quần lại nữa, bắn gây mê rồi cho ăn thịt đùi là được. Tôi quay trở về nhà và thấy chuồng Parasotech nhìn hơi lòi. Tôi sẽ thiết kế lại cái chuồng nhìn cho nó thuận mắt hơn một chút. Tôi có quay lại hang Hunter, farm thêm một ít Obsidian và lấy thêm một cái Antifact Hunter nữa. Lúc tôi quay trở về, bắt gặp một em Terry 112 level. Tôi cũng dụ nó về cái bẫy gần nhà. Vậy là xong. Dễ thực sự, bọn này cảm giác kiểu nó ngu ngang bằng mấy ở mấy con T-Rex quá. Giờ tôi chỉ cần bắn súng gây mê và cho là ăn cà rốt rồi đợi thôi. Terry là một trong những con thú khá là mạnh và đa năng mà tôi từng biết, cho nên là tem con này cũng khá là khó, không phải là dễ đâu. Topo của nó tụt như tụt quần người yêu cũ luôn, mà phút thì lại tụt cái khá là chậm, cho nên là tôi cũng mất khá là nhiều thời gian để có thể là có một em Terry siêu cấp VIP Pro như thế này. Dưới sông có một em Terry level 88 nữa. Tôi cũng dụ nó về gần nhà và tem như con trước thôi. Vậy là tôi đã có một cặp Terry rồi. Tuy là level nó không cao nhưng mà cứ để lấy trứng để làm kíp bồ siêu cấp thì cũng được. Mọi người nhìn khu vực farm metal và electronic tự động của mình này, đúng là không uổng công tôi xây dựng và giao phối cho bọn nó. Hiện tại thì tôi cũng đang khá là ổn định với cuộc sống ở trên đảo rồi. Tôi cũng bắt đầu xây dựng lại cái chuồng thú cho mấy con Dilo của mình, chứ để nó như thế này nhìn nó hơi tội. Và cũng là để không có con thú tự nhiên nào tấn công vào những con thú baby của tôi. Từ đầu tôi tính là xây nhỏ thôi, mà mọi người biết tính tôi đấy, cứ xây là phải to, mà to là sẽ đẹp. Đây sẽ là một cái chuồng thú siêu cấp VIP Pro. Đấy, bây giờ có chuồng mới rồi. Mấy con Terry của tôi nó đẻ như được mùa luôn. Tôi cũng ấp vài quả trứng Terry, phòng trường hợp sau này nếu mà đi đánh boss mà tôi thiếu thì tôi có thể sử dụng mấy con Terry này đi. Việc nhà thì cũng ổn rồi. Mục tiêu tiếp theo của tôi là cái lò luân công nghiệp này. Metal thì tôi có, xi măng thì tôi chỉ cần lấy con ếch và đi kill mấy con muỗi thế là cũng ok. Còn polymer thì cũng nghe vẻ hơi căng, tôi lại phải bay sang cái đảo chim cánh cụt và sử dụng cái con pelacolite farm. Vậy là xong rồi. Khi quay trở về nhà, tôi có băng qua vùng núi tuyết và bất ngờ tôi gặp được một em Mega Therium female mọi người ạ. Không dừng lại ở đấy thì tôi tìm thêm được một con male Mega Therium 150 level nữa. Mình cảm thấy là hôm nay là tôi hơi son đấy, gặp luôn một cặp Mega Therium luôn, đỉnh thực sự. Tôi quay trở về nhà với một đống polymer trên người, vậy là tôi có thể là chế tạo cái lò luân công nghiệp rồi, xịn hơn và luân nhanh hơn cái mấy cái lò cũ của tôi.
Tôi cũng chuẩn bị cái cổng đá và cái bẫy bắt gấu, tức tốc di chuyển qua khu vực núi tuyết. Tôi bây giờ sợ để mấy con Megatherium ở đó lâu thì nó lại đi đánh nhau, rồi chết thì đúng là thôi. Tiếc lắm, vì đã có kinh nghiệm tem Megatherium trước đó, cho nên là tôi tem hai con này cũng không có nhiều vấn đề thời gian. Tôi bỏ hai con Mega Therium ra, phối dần để tạo thêm một đội quân Mega để đi chiến boss sắp tới. Một tiếng mới đẻ được một con. Ôi vãi cả nồi Mega Therium. Tôi cũng cất kíp bồ thừa sau khi tem Mega Therium đi và cũng nấu thêm một ít kíp bồ siêu cấp bằng những quả trứng Theri trước đó tôi nhận được. Khi mà tôi có kíp bồ siêu cấp rồi, tôi có thể đi tem đến một con Brunto. Brunto thì không khó kiếm cho lắm. Tôi đặt bẫy bằng những cái cổng đá rồi tôi dụ nó vào rồi bắn đến khi nó ngất và cho nó ăn kíp bồ siêu cấp nữa là xong. Bây giờ tôi đã có Brunto rồi. Tôi sẽ sử dụng nó làm vật chủ ký sinh cho mấy con ấu trùng Riolathan. Tôi bây giờ cần phải kill con Riolathan đực để lấy hormone của nó. Loay quanh vùng quanh map một lúc thì tôi cũng tìm thấy một con. Tôi kill nó rồi lấy hormone, rồi bắt đầu đi tìm lấy một con Riolathan cái. Mà Riolathan đực thì hiếm, chứ còn mấy con cái thì tôi tìm kiếm khá là dễ. Tôi nhớ là tôi có gặp được một con cái ở gần khu vực trụ xanh thì phải. Sau khi tôi tìm được nó, tôi sử dụng T-Rex để có thể làm vật chủ. Vì khi mà tôi ngồi ở trên lưng con T-Rex thì tôi lại không sử dụng được kính núp, cho nên là tôi không thể là nhìn được cái lượng máu của con Riolathan được. Cho nên là tôi đã lỡ cắn chết con Riolathan rồi anh em ạ. Và sau khi tôi kill con Riolathan thì tôi sực nhớ ra là tôi có Brunto. Hay lắm. Tôi quay trở về nhà, vừa kịp lúc con Megatherium của tôi nó cũng đẻ. Một tiếng thì nó mới đẻ được một lứa. Và nó cũng không làm tôi thất vọng. Bạn Hiệt, khui đây, khui. Khui, ôi Hiệt Nhân ơi, ôi dồi ôi, vãi nồi luôn. Những ngày này tôi chỉ mang Megatherium và mấy con Theri của tôi đi cải cấp thôi. Tôi cũng tiêu diệt khá là nhiều Alpha Raptor và Alpha Kano, cho nên là tôi cũng nhận được rất là nhiều những đồ xịn. Tôi quay trở về nhà chỉ khi mà mấy con thú của tôi quá yếu thôi. Khi mà thú của tôi yếu thì tôi lại sử dụng con heo Zeldon để hồi máu cho nó. Nhưng mà mỗi tội là tốn hơi nhiều thịt cho con nợ này để cho nó hồi máu thôi. Tôi cũng lai tạo cho mình một đội quân Theri. Trộm vía là mấy cháu ăn khá là khỏe. Và mà nhiệm vụ chăm sóc mà lại toàn là cái dễ thôi. Toàn thấy vứt phe và đi cùng nhau thôi. Thích thực sự ạ. Ở gần nhà tôi thì cũng có một cái hang. Hôm nay tôi sẽ tới đó để khám phá. Hang này đoạn cửa thì hơi lừa thị giác của tôi một chút. Nhưng mà đối với tôi ấy, thì cũng không có vấn đề gì lắm. Với Thila cô leo trong tay, đi hang thì nó khá là dễ rồi mọi người. Vào sâu bên trong thì tôi gặp một hồ nước. Rất nhiều cá sấu và mấy con cá ăn thịt người, Fiora. Mọi người có thể thấy cái khe bé bé trên kia không? Lúa vào lấy Antifact đấy. Tôi dùng móc đi lên và lấy được con Antifact Zubrak và quay trở về nhà. Tôi cũng chuẩn bị thêm mấy cái bẫy để có thể là qua khu vực núi tuyết tìm kiếm một con Yuti. Con Yuti này đi boss cực kỳ là hiệu quả với khả năng là boost sức mạnh cho đồng minh. Cho nên là tôi rất cần lấy một con Yuti về sau này để đi đánh boss. Tôi đến khu vực núi tuyết và vô tình lại gặp một con Kacha level 8. Cũng khá là khỏe đấy. Đây, tôi sẽ tem lấy một con để anh em trầm trồ này. Dễ mà. Tôi chỉ việc kill mấy con thú nhỏ gần đó và kéo xác lại cho nó ăn và thế là... Ui... Vãi nồi rồi. Ôi! Chim ơi, chim ơi, chim ơi, chim ơi. Ôi, vãi cả lìn ạ. Mau fuck bro. Chết luôn con OT rồi. Vãi lồi rồi. Nó không thèm đếm xỉa với cái miếng mồi của mình cho nó ăn luôn chứ. Đây này. Đây, chết rồi kìa. Đây này. Hít đi. Ui, vãi cả lồi ạ. Tại sao? Why? Không con bỏ cạp đuổi đằng sau đít mình kìa. Vãi nồi không? Anh ơi. Ép cống lạp anh ơi. Đây này. Môi này. Anh đừng giết em nữa được không? Anh ơi. Ấy nó hít rồi đấy anh em, nó hít rồi kìa. Vất đấy cho nó ăn cái đã. Mình cần phải đi lấy lại cái xác cái đã. Ui đau quá.
Ơ kìa, đúng rồi, anh ơi, xoáy kìa, vãi rồi. Mau fuck bro. Mày đùa tao hả xoáy? À nó, con xoáy chết tiệt này. Mày thì xoáy với tao này, ok chưa, ok chưa? Uy tín chưa? Đây đây, anh ơi, em cống nạt tiếp này. Hả? Cái gì đấy? Anh làm sao đấy? Anh làm sao đấy? Ui, anh mắt đỏ thế. Anh ơi, ơi nó hít này anh em, nó hít rồi, thả, ăn đi anh. Ơ, anh ơi, what the fuck anh ơi, cái, à kìa, vãi cả lì thật anh chê à, thịt chim ngon thế này chê, anh cắn mất bộ giáp của em mày, bây giờ em phải bay về anh chê, ơ kìa, ơi. Úi dồi. Thế là anh chê vãi nồi. Chê thì anh cứt. No way. Cơ mẹ con Deep Love. Vãi Kalin, tại sao mày lại cắn nó rồi cắn tao. Đấy, mình cứ kéo ra lúc nào nó ăn thì nó ăn à. Rồi. Chết. Úi xong rồi đấy. Anh ơi, anh ăn xong anh lại không lên phần trăm tâm minh vậy anh ơi. Đây này. Anh ơi. What the fuck. Đây đấy. Anh ăn nhiều vãi nồi rồi sao anh không lên phần trăm tâm minh vậy. Đấy ăn đi kìa. À đưa con này nhé. Đưa con rồi. Baby. Mày đứng lại đấy cho tao. Anh. Ui. À kìa. Cho tao cưỡi cơ mà. Anh. Mày chạy nhanh thế. Ui. Ok kìa. Nào cho tao lên. What the f. Đây rồi anh em ơi. Và sau bao nhiêu nỗ lực nó cũng ăn con cuối cùng rồi. Giờ tôi chỉ việc cưỡi lên nó và đi tàn sát tất cả những con thú xung quanh để lên phần trăm tem minh nữa là ok. Quay trở về nhà, tôi mang Kacha đi test đam thử luôn. Level khá là thấp nên cắn cũng không đau rát cho lắm. Kacha càng đánh càng mạnh, lại còn tăng tốc độ chạy khi kill được một con thú bất kỳ nữa chứ. Con này mà level cao thì thôi, nó phải gọi là bá đạo luôn. Mấy con Megatherium của tôi lại đẻ thêm rồi này. Mà đặc biệt hơn nữa là có một con ấy, con màu đột biến màu ạ. Ui, con đột biến đầu tiên trong cái đàn của tôi đó. Tôi cũng qua trụ Obelisk để đổi thêm mấy quả cầu Creopon và hộp đựng quả cầu đó. Tôi bay dọc theo bờ sông để tìm cho mình một em OT khác. Bởi vì là một sự cố bất ngờ xảy ra, cho nên là con OT cũ của tôi đã mất mạng rồi. Mình tìm và mang về sông gần nhà rồi đút cá cho nó ăn. Vậy là mình lại có một con OT giữ ấm nữa rồi. Tôi cũng bắt tay thử sơn màu cho nó. Vì là lần đầu tiên sơn màu nên nhìn hơi lả một chút. Nhưng mà thôi không sao cả, có màu là được rồi. Sau khi Megatherium lớn hết, tôi mang qua trụ Obelisk xanh lá. Tôi bỏ hết ra ngoài. Quả cầu Creopon 5 phút thì mới đép được ra một lần. Nhưng mà thôi, tôi đẹp hết luôn hết ra luôn, cứ để cho nó ngủ cũng được. Tôi bay qua khu vực hang Clover, lấy thêm một cái artifact nữa, rồi quay lại mà bọn nó vẫn chưa tỉnh ạ. Thôi kệ nó ở đấy đi. Tôi về nhà chuẩn bị lại cổng và bẫy, bay qua khu vực núi tuyết tìm kiếm một con Yuti. Yuti khá ngon cho việc đi boss sau này. Loanh quanh một hồi toàn thấy con level yếu thì cuối cùng tôi cũng tìm thấy một con Yuti 120 khá là ổn. Tôi đặt cổng bẫy như tem con T-Rex thôi. Khác ở một chỗ là tôi cần phải chế thêm mấy cánh cửa nữa. Vì mấy con Yuti nhỏ hơn T-Rex mà mọi người, cho nên là nó có thể là chạy ra ngoài được. Khi dính bẫy tôi chỉ việc đứng bắn là ok rồi. Yuti run thì nó ăn kíp bồ phi thường, cái mà tôi cũng có hiện tại, cho nên là tôi chỉ việc cho nó ăn thịt đùi thôi. Đợi thêm một khoảng thời gian thì nó cũng tỉnh. Vậy là tôi đã có một em đi để hỗ trợ đánh boss rồi, quá ngon luôn. Tôi thu Yuti vào quả cầu rồi cũng đi về. Tôi chế yên Yuti nhưng mà tôi lại thiếu mất khá là nhiều silica, mà hình như từ đầu series đến giờ là tôi chưa đi kiếm silica bao giờ thì phải. Tôi cần phải chế một vài bộ đồ lặn rồi cưỡi ếch xuống biển nhặt silica thôi. Xuống tới biển thì ngay cạnh nhà tôi thì tôi gặp được một con mực ống khổng lồ tu so ạ. Nhưng mà may là nó chỉ là level 4 thôi chứ không là tôi cũng bắt rồi đấy. Thôi kệ nó ở đó đi. Tôi quay trở về nhà và chế lấy cho mình một cái yên Yuti. Rồi tôi bay qua trụ xanh chọn đeo yên cho con Yuti luôn. Rồi sắp xếp lại đội hình và chiến con boss nhện đầu tiên Gamma thôi anh em.
cho bọn nó lên máu mới được. Đến quân Nam thế này là tạm ổn đấy. Ôi nó đẻ ra luôn kìa, ơ sao dính rồi. Tôi dính rồi anh em ạ. Nhiều đồ tách máy rồi. Wow, tôi phải khóa được nhiều đồ tách máy rồi anh em. Được thêm một cái bản giống kiểu bản mạch của con nhện đây này. Vậy là 1/9 con boss đầu tiên của tôi. Đánh con boss nhện gamma thì khá là dễ rồi. Tôi không tổn thất bất kỳ một con thú nào cả. Và mở khóa thêm một vài đồ tech nữa. Và khi mà giết boss thì nó cho tôi 20 element. Đang hăng máu, tôi bị thiếu mất cái antifact lava nữa. Tôi qua khu vực hang lava và lấy thêm antifact, rồi lập tức quay trở về trụ xanh, tiến hành đánh con boss beta luôn. Con Kezi gần vừa tầm chết kìa. Ơ kìa, một con Kezi của mình chết rồi anh em ạ. Thế này thì không đánh được con Alpha rồi. Tạm thời chưa đánh được Alpha rồi. Sau khi tiêu diệt boss nhện beta thì Theory của tôi tỏ ra khá là yếu. Hiện tại thì không thể đánh được con boss Alpha được rồi. Tôi cũng nhận được khá là nhiều thêm element và bản vẽ tech khi tiêu diệt được boss nữa. Tôi quay trở về nhà và đặt vài chiến lợi phẩm boss và sơn lại bộ quần áo. Nhìn cũng ra gì đấy chứ. Hôm nay tôi cũng mang mấy con Mega Tedium mới lớn của tôi đi mang đi cày cấp. Đến khi nào yếu máu tôi mới quay trở về nhà. Tôi lại bắt đầu lại mang qua trụ để hồi máu và cũng chuẩn bị chiến boss Alpha luôn. Tôi thay bớt mấy con Terry yếu ra để thay cho mấy con Mega Terium mới vào đánh boss nhện. Bởi vì là Mega Terium đi đánh boss nhện tỏ ra hiệu quả hơn rất là nhiều so với Terry. Tôi cũng đi lại ba cái hang cũ để lấy thêm Antifact, Lava, Cleaver và Hunter. Khi chuẩn bị đầy đủ Antifact rồi, tôi cũng quay trở về nhà thôi. Và vô tình tôi bắt được một con T-Rex bạo chúa 150 level, max level luôn. Tôi quay trở về nhà và chuẩn bị cổng, bẫy và kíp bồ. Khi chuẩn bị xong rồi, tôi quay lại chỗ con T-Rex. Vì đã có kinh nghiệm TM T-Rex lần trước và T-Rex cũng khá là chậm, tôi cũng dễ dàng bẫy và bắn ngất nó mà không khó khăn gì. Tôi cho nó ăn kíp bồ đặc biệt và chờ nó lữa là ok rồi. Vì chờ thời gian con này cũng khá là lâu, tôi lượn xem có may mắn gặp thêm được con T-Rex cao nữa không. Thì khi mà bay qua rừng thì tôi bắt gặp thêm một con T-Rex 150 level nữa, đang đánh nhau với cả một con Brunto. Ui ngon chết. Vậy là tôi đã có một cặp T-Rex max level luôn rồi. Đến rạng sáng hôm sau thì con T-Rex cũ của tôi nó cũng tỉnh. Rồi, tôi phá cổng cũ, làm lại cổng mới, qua tem lốt con kia nữa là xong. Vậy là bây giờ tôi đã chính thức có một cặp T-Rex max level rồi. Antifact thì tôi có đủ rồi, nhưng mà tôi còn thiếu khá là nhiều nguyên liệu để đi đánh boss nữa. Tôi sử dụng chiến thần Thylacoleo để đi farm, vừa nhanh vừa khỏe. Chẳng mấy chốc mà tôi đã thu thập đủ nguyên liệu rồi nè. Quay trở về trụ xanh đúng 12 giờ đêm. What the hell, cái gì đấy? Tôi nhận ra là đang có sự kiện Giáng sinh. Nhà công nhận cũng hay thật á. Vậy là bây giờ tôi đã đủ nguyên liệu để chiến boss Alpha rồi. Chiến thôi anh em. Quay lại, qua đây. Qua đây đã. Con này có nhiều cùi bắn. Ui, 500 máu à. Ui, đánh 1000 kìa. Toang rồi, quả này toang rồi anh em ạ. Quả này dễ đi khó về rồi. Lợn ơi, máu một cái lợn ơi. Ui, lúc đoàn đánh 1300 máu một phát ạ. À.
Sau khi tôi tiêu diệt được boss nhện Alpha, tôi nhận thêm vài bản vẽ tech nữa. Và đặc biệt là 150 element. Uầy, giết boss Alpha được nhiều element này á. Gấp mấy lần con Beta và con Mega vừa nãy luôn á. Bởi vì là Tezi của tôi khá là yếu, cho nên là tôi thu mấy con Mega và cũng quay trở về nhà, tiếp tục phối cho nó, đẻ thêm cho tôi vài con nữa, bù vào đội quân vừa nãy đã chết. Mấy con T-Rex của tôi cũng đẻ và lở rồi này. Và tôi nhận được một Mega sinh 3, lại còn đột biến màu nữa chứ. Đây chắc gọi là nhân 3 may mắn rồi mọi người. Tôi sau vài trận đánh boss thì tôi cũng mở khóa một vài món đồ tech công nghệ cao. Tôi tính làm một cái bàn tech Freecater, nhưng mà còn thiếu khá là nhiều nguyên liệu nữa. Trước đó thì tôi sẽ xuống biển tem một vài con cá mập Megalondo để bảo kê tôi khi ở dưới biển mới được. Và sau này tính ra còn đi hang ở dưới nước nữa. Tôi chỉ việc cưỡi ếch và dùng nó bắn mê nữa là ok rồi. Bởi vì Megalondo nó bơi chậm lắm, cho nên là tôi khá dễ để tem được mấy con này. Tôi cần phải đi xuống dưới đáy biển để có thể là farm mấy con ốc mượn hồn và mấy con tôm tích ở dưới đáy biển. Khi kêu mấy con này, tôi có xác suất nhận được vài cái ngọc trai đen, nguyên liệu không thể thiếu khi làm mấy cái đồ công nghệ tech. Khi mấy con cá mập của tôi yếu thì cũng là lúc tôi lên quay trở về nhà. Ngọc trai đen thì cũng đủ rồi. Bây giờ tôi cần phải nghĩ cách để mang 5.000 metal và một đống nguyên liệu để mang sang cái trụ xanh để làm cái bàn tech Freecater. Tôi cần phải sử dụng 3 con Agentavit của tôi mới đủ trọng lượng để mang 5.000 metal qua cái trụ đó. Còn Polymer thì tôi lại chạy qua đảo chim cánh cụt để farm. Lick kích vài ngày thì mới đủ. Tôi lại bị giáng một cú khá là đau. Cái trụ Obelisk không đủ slot để Polymer ạ. Ôi vãi cả lìn mấy ngày cày nguyên liệu của tôi. Thế là tôi lại lóc cóc lấy chim gắp Ankylo lên núi gõ Obsidian về chế cùng xi măng để tạo ra Polymer dạng cứng. Vậy là xong rồi. Tôi đã có một cái bàn Freecater Tech, tốn khá là nhiều thời gian nhưng mà nó đáng anh em ạ. Giờ đây tôi đã có bàn Tech rồi. Tôi chế tạo thử một món đồ công nghệ mà tôi đã mở khóa trước đó. Đây là một cái drone, cái máy bay không người lái chạy bằng Element Dude mọi người ạ. Nó có khả năng là nhìn thấy những con thú tự nhiên và những mối nguy hiểm khác ở xung quanh tôi. Tôi bay một quãng đường khá là dài, điểm đến là cái đảo ăn thịt. Ở đây có một cái hang, tôi bơi qua một đoạn nước lông thì tôi cũng vào được trong hang. Ở trên này tôi cũng có thể thấy được cái artifact tỏa sáng ở dưới kia. Tôi sử dụng Thylaco leo xuống lấy anti-fake rồi cũng ra về. Khi bay về tôi gặp được một con Spilo 145 level, gần max luôn rồi. Tôi quay trở về nhà, sau đó tôi cũng đi chế vài cái cổng để tem mấy con Spilo vừa rồi. Tem Spilo cũng không khác tem T-Rex là mấy, nhưng mà vì ở gần nước nên tốc độ của Spilo có phần nhỉnh hơn T-Rex khá là nhiều. Tôi bắn ngất nó và cho nó ăn thịt cừu. Level của nó cũng khá là cao, cho nên là tôi cũng cần phải là đợi đến cuối ngày thì nó mới xong. Tôi đeo yên lên cho nó và đi farm thêm nguyên liệu để đánh boss nhện Alpha thêm một lần nữa. Công nhận Spilo khi mà đi ở dưới nước á, cực sự là rất là nhanh luôn. Không hổ danh là chúa tải đầm lầy, kẻ hủy diệt những con cá. Khi đầy đủ nguyên liệu rồi, tôi đánh boss Alpha thêm một lần nữa để lấy thêm ít element. Lần này tôi thay luôn lợn hồi máu ra bằng một con Mega Tedium khác.
nó không cho mình thêm cái kiểu như là cái công thức chế đồ nữa rồi. Nó chỉ cho mình element thôi. Nó chỉ cho mình element thôi chứ nó không cho mình cái kiểu như là công thức chế độ khác. Vậy là mình sẽ cần phải đánh những con boss khác nữa rồi. Giờ đây boss nhện cũng khá là dễ đối với tôi rồi. Đã đến lúc tôi hướng mình đến một con boss mạnh hơn nữa. Tôi cũng mang T-Rex đi cày cấp và cộng thêm máu cho nó. Đang thang ở gần nhà thì tôi cũng gặp được một con ngựa một sừng, được mệnh danh là thú hiếm bậc nhất của con game này luôn. Tôi cũng tem luôn. Tôi cần phải đi rón rén ở đằng sau nó và cho nó ăn cà rốt. Sau đó tôi cưỡi lên nó. Khi nào nó đá thì tôi lại cho nó ăn là xong. Cứ lặp đi lặp lại một lúc thì cũng thuần hóa được nó. Yes, fine. Đó. Rồi. Vậy là mình đã có được một con ngựa unicorn huyền thoại. Đấy, con thú thần thoại. Vậy là hành trình 100 ngày đầu tiên của tôi đã kết thúc ở đây. Vẫn còn những gì đang chờ đón tôi phải ở phía trước. Tôi sẽ cần phải tiêu diệt những con boss nào nữa. Tất cả bí mật ở trên hòn đảo này, tôi sẽ cố gắng khám phá ra tất cả. Và tôi là CAB Gaming. Xin chào và hẹn gặp lại.